đốt nứa tươi thay pháo anh em ạ. Cây nứa, ống nứa gặp lửa nổ còn hơn pháo luôn. Đấy, nổ rầm rầm. Nổ rất to, nổ đúng như pháo. Nó cháy nhiều quá rồi, xong rồi tôi mới quay, quay ngay từ đầu, nổ rất chi là mạnh. Đốt nứa tươi nổ còn hơn pháo, rất chi là giòn. Đây, dưới này đang nổ rất ác. Anh em thấy chưa? Nổ rất giòn. Lá nữa bay lên bụi mù trời luôn. Nó phải khô lá ít nữa xong là mình đốt nó cháy to được cơ, nó nổ mới ác. Nổ giòn hơn pháo. Mong sao nó bén vào trong gầm với nó cháy được cả cụm thì tốt. Nhưng mà gió lại thổi ngược nên là nó không thấy nó bén được vào trong. Bên này thì mình lại không xuống để đốt được. Chỉ đốt được cái mẹn ngoài ấy thôi. Rất là giòn. Cũng bắt đầu bén vào trong rồi đấy các bạn ạ.
gió nó thổi ngược nên là không lùa được vào trong để cháy. Em mới tiếc. Không, mình quay cho anh em xem đốt hết một cụm dứa này, nó nổ nó giòn tan luôn. Giòn hơn pháo rất chi là nhiều. Gần như ngọn lửa của chúng ta là gió đẩy là tắt dần, không bén được. Không lan được về đằng này. Nổ cứ bùm bùm.